Okay, now we read the new word first. Grandpa, grandma, cousin. Yeah, cousin is dùng ở miền ế tế thông mà đá. Cái thêm ế nó ghi chùm luôn chứ là aunt, uncle, make the bed, do the washing up, do the laundry. Grandpa, grandma, cousin, aunt, uncle, make the bed, do the washing up, do the laundry. Okay, bốn bốn thằng học này. Mình tập bị bốn bàn, luyện bị thay thế. Nhưng chấp làm luyện bị, không bị chấp làm luyện bị luyện thì đọc mùi. Nếu không bị luyện thì được group bàn thọt chỉ bị tập hố bằng luyện tam động đọc làm nói này từng bò. Nên chạy recording ở bốn sáng. Chỉ bị tập mùi, xem làm chuẩn mùi smart để đọc bốn, đọc về đọc bốn lên ở sân lá. Hãy chọn sau chỉ được bàn thèm, mở bị tập hố bằng group. Nên số mình chia sẻ phong ra, rồi cùng ca cùng hộp có score, ca bỏ sẻ phần dưới ca nó uống, chặt, thêm với bốn sẻ. Và số mình chia sẻ. Được group bằng cơ, mê riêng thọt cho video này, cứ cùng đó chui. Rồi chúng lại đắng nâng phụng rừng số mặt phía phòng ổn, sao chưa bằng thang. Hãy nói con ông mê riêng đi phong ra, cho người ổn chết. Talking about extended member of your family. Hãy bố nâng chạy chán nó khăn ông đi cứ bố nâng bàn sắc xa tiết nâu ca bệnh tiếp con nâng niếm lại cả nạn superlative superlative degree mà nâng phụ hồn phốt nó hãy nâng vô lòng bí biện nó khăn ông cửa xa bật thả tiết xa mà chất nghị cửa xa tập bốn chứng đọc đám riêng mê riêng riêng tạm đó. I'm the coolest in my family. I'm the coolest in my family. I'm the coolest in my family. I'm the best. Bạn nên lo ông phó đó. Birthday party. Vì thi chụp liếng ngay cuối cùng nào. What do you do? Ta nè thua vậy. What do you see? Ta nè khơi như vậy là write in your notebook. So thế nó không notebook rồi bỏ bỏ. Ai sẽ bàn thế nó birthday party miền bà lún bình bóng. Talk to friend. Yeah. Đó. Hôn sẽ đọc thêm mới. It's grandma birthday. Vì chia ngay cuối cùng nào là bỏ chị đồn. Look at your list. Tick the one you hear. Đã tick. Đây nè lưu. TypeScript 4.11.1. Hi, I'm Bopa. It's my grandma's 80th birthday today. I'm so happy. Oh, I'm the happiest kid today. I love my grandma. Look at her. She's sitting on the sofa. She's wearing a purple dress. She's really pretty. Grandpa's sitting beside her. Grandpa is the oldest in the family. He's 85, but he's still good looking. And that's my aunt over there, beside the cake. She's wearing a pink t-shirt. She's taller than my uncle. Look, she's the tallest in the family, and my uncle's the shortest. And look, my two cousins are having fun popping the balloons. Straightar is really smart. She's the smartest in the family. No one has a present for grandma, but she has. We don't know what it is. It's a secret, and my cousin Meng is the youngest. He's only 3, and he is the naughtiest. Oh, and me? Oh well, there I am. I'm having ice cream. I'm the coolest and the best. Listen again. Number the pictures. Grandma, grandpa, grandma nó ghi chị đồn, grandpa chị ta, aunt, me, uncle, bố, cousins. Bọn bốn chị đồn mùi, tập bốn sạp, mà đoàn tiết. Nếu bế bốn sạp, bốn ai mơ thêm nó càng trọng, đồng bày bình nật mơ ở chú bạch.
bất sân bồn ở mơ thêm nó càng chọn tế bồn bê khlát bồn mình ai đọc bản thể tạo bồn mơ thêm nó càng chọn cần lại 4.11.1 TypeScript 4.10.1 Young và xuống tốt bồn để xa cru chặt thêm cho lòng chứng bồn chậm đọc đoàn tiết TypeScript 4.11.1 Hi, I'm Bopa. It's my grandma's 80th birthday today. I'm so happy. Oh, I'm the happiest kid today. I love my grandma. Look at her. She's sitting on the sofa. She's wearing a purple dress. She's really pretty. Grandpa's sitting beside her. Grandpa is the oldest in the family. He's 85, but he's still good looking. And that's my aunt over there, beside the cake. She's wearing a pink t-shirt. She's taller than my uncle. Look, she's the tallest in the family, and my uncle's the shortest. And look, my two cousins are having fun popping the balloons. Sweetheart is really smart. She's the smartest in the family. No one has a present for grandma, but she has. We don't know what it is. It's a secret, and my cousin Meng is the youngest. He's only 3, and he is the naughtiest. Oh, and me? Oh well, there I am. I'm having ice cream. I'm the coolest and the best. Chapter 4, Unit 11, TypeScript 4.11.1. It's Grandma's birthday. Vì chết ngay cô cũng là robot chỉ đồn. Bopha. Hi, I'm Bopha. Sức đấy không cứ Bopha. It's my grandmother's 80th birthday today. Vì cứ chết ngay cô cũng là chỉ đồn. Cuộc cùng là tì 80 robot chỉ đồn robot nhóm ngay nì I'm so happy nhóm sơ bài chật này Oh, I'm the happiest kid nhóm cứ chỉ comment đó sơ bài bằng phật ngay nì I love my grandmother nhóm chơi chất chỉ đồn bọc nhóm Look at her lên mơ quá đó She's sitting on the sofa quạt cùng bông ổng quấy nơ lơ salon She's wearing a purple dress quạt cầm bông liệt vẹt xâm lên vẹt bò xoài purple bò xoài she's really pretty niêng chlát mềm tên grandpa sitting beside her grandpa này chị tán cầm bông ngân côi nó có bài quạt grandpa is the oldest in the family grandpa chắc một phút nó có nông cửa xa quạt nó mềm vây dụng năng một phút nó có nông cửa xa he's 85 quạt ở dụ 85 trạng 2 But he is still good looking có bản tay quạt nó tay mơ tức sọc xa And that my aunt over there hay nó cứ chỉ mấy nhờ bọc nhóm nó tì nó Beside the cake mình đã cao bì nó She's wearing niến cầm bông bẹt áo dụt bọc cả chụp She's taller than my uncle quạt nó cứ buộc chiên buộc được bọc nhầm tiền lọc mơ She's the tallest in the family quạt nó cứ buộc hốt nó không cửa xa And my uncle hai buộc được bọc nhầm cứ tiếp bọc hốt And lọc mơ My two cousins are bọn bọn dự đồn mùi bì nẹ được bọc nhầm nó cực bông tái sập bài Popping the balloon cực bông plông bình báo Sreita is really smart. Sreita nó quý chlát mẹn tè. She's the smartest in the family. Quán nó quý chlát mẹn phót nó không cửa xa. No one has a parent, a present. Không biết là nào mà nẹ miến ông nói mùi tê xâm rập grandma. Chỉ đồn. But she has. Có bản tá. Quán miến. We don't know what it is. Nhưng mà đang thá vì cứ chưa vậy tê. It's a secret. Biết chỉ ca sống ngàn mùi. And my cousin,
hai nâng bóng bốn dự đồn mùi bọc nhóm. May is the youngest, May một phần. Is only three, còn ở dụ bảy chân năm. And he is the notice, ai còn nó cứ rập bước một phần. Oh and me, hai nâng nhóm. Oh well, oh well. Dear am I, nhóm ạ. I'm having ice cream, nhóm cùng phong hô càng. I'm the coldest and the best. Chúng con ai đọc xa lòng bình và sân phốn đọc cho bạn. Chúng con mà đọc lại thêm đi. Listen and repeat. Point to the picture. Chúng con chạm listen. Hãy chúng all the nóng group hiếp tạm đó. Text script 4.11.2. Grandma. Grandma. Grandpa. Grandpa. Aunt. Aunt. Uncle. Uncle. Cousins. Cousins. Can you remember answer the questions? Write in your notebook. 1. Who is prettiest? 2. Who's the tallest? 3. Who the shortest? 4. Who the smartest? Who's the youngest? Who's the coolest? Who's the best? Look at the sentences, answer the questions. My mom is prettiest. There are good. So Paul is the best. Avon is the shortest. Prettiest, prettiest is an important. Good or best or important. Shortest is the tiếp important. Circle the correct word. Who rung vốn biệt trầm trầm. So Paul is happiest boy in the class. Avon is the shortest bird. Sắp để tiếp cơ tư ông phân. Dara is the college student. Yes or no? Did you talk about three or more people or things? Ta nè nè dây ông pi. Mà nô rưu gò vật thọ bay rưu gà tràn chiêng rưu. Did you add to the word EST, yên an SN. Did you change? Ta nè bàn plop đồ so why to the IST. Nước nông bị happy. Did you add the? Which life on a jet, you know. How do you spell? Ta nè prokop yên mạch đá. Word. Happy. Pretty. Big. Tall. Smart. Happier than, prettier than, bigger than, taller than, smarter than. Three or more people sing, happiest, prettiest, biggest, tallest, smartest. Remember, to talk about three or more people or sing, we use the benjay, manuhruka wa thok. Bảy rưu gọi tràn chiến dân prá best boss. Anh ý là o là o chiến chân hình dô best. À cọ, cọ chiến, cọ phát hình dô boss. Bốn cú rung vông best. Ai boss. Not and crosses. Makes a sentence. I am pretty. Prettier. Say it, grandma. Spell good. Be better. Best. Say it, cousin. Make a sentence. Big. Answer a question. Who is the tallest in your class? Answer a question. Who's younger than you? Spell said. Sadder than. The saddest.
Make a sentence smart. Lại này cứ tàu lên game bên tay lúc rồi mình ai ở bồn lên game bán. Game này như là thằng not and crosses. Một game kế. Not and crosses. Small or big. Tôi rất có thông. Do you know what are these? Match the word to the pictures. Write the word in your notebook. Make the bed, rip chong kre. Do the laundry, do the laundry. Nếu mình đi tha bỏ cũa. Do the washing up. Washing up nó là liền chán. How many people are there in your family? Ta miên mà lúc còn mà nẹ nó không cụ xa rồi bỏ nẹ. Is your family big or small? Ta cụ xa rồi bỏ nẹ. Big, thống, rồi có tội. Thích, đã thích. Grandma, chị đốn. Grandpa, chị ta. Mom, mẹ. Dad, pa. Cousin, bong bồn chị đốn muối. Brother, bong bồn prop. Sister, bong bồn sấy. Aunt, mean, uncle, bu. Chẳng kể ai xua. How many brother and sister do you have? How many dad? Because how many? Ta bất thông ra dad mình ta muối. Kể ta xua how many dad. How many sister do you have? Yang mong. How many uncle? How many aunt? How many? Look at the pictures. Which picture is a picture of a small family? Which picture is a picture of a big family? Tôi lấy một rụp hiếp. Ta rụp hiếp mùi ná, cứ chỉ rụp hiếp này cửa xa tội. Ta rụp hiếp mùi ná, cứ chỉ rụp hiếp này cửa xa thông. Chẳng có ôn đắng cửa xa tội. Cứ mình lấy thảo bụng mà rái. Hay là con. Mùi con pin. Anh nói là cửa xa tội. Và con bay buồn tấu ở đằng hào thác cửa xa thông là big family. Bay nhạc buồn nhạc lăng tấu ở đằng bị cài. Bọn thú ấy là small life. Ok. Read quickly and young lươn. Which Carol family? Ta cửa xa rồi bà Carol mùi nà. Which is Paula family? Ta cửa xa rồi bà Paula cứ mùi nà. Hi, my name Carol. Today, chúng tôi là nhóm Carol. I'm from Canada. Nhóm một đi Canada. I live with my younger brother. Nhóm luôn nói chuyện với bọn bọn nhóm. Younger brother cứ bọn bọn. My mom and my dad. Mẹ là bọn nhóm. Hai nàng ba là bọn nhóm. My younger brother name. Chúng tôi là bọn nhóm cứ chôn. We often watch TV together. Dương chỉ những nhóm mơ tu tu chỉ mùi kia. After school, tòa bì màu xa lạ vinh. Sometimes we fight chun cá dương quay kia. Because people, I don't like Cartoon Network. People nhóm mình chơi chất à game Cartoon Network thì. He loves Cartoon Network, quạt chơi chất Cartoon Network. He watches Cartoon Network, quạt mơ Cartoon Network. All the time, group pavilion. I always makes my bed. Khyom tay tay rip chong kre. Joe never make his bed. Joe mình đã thua, mình đã rip chong kre thế. Sometimes, chun ká, I feel sad. Chun ká, khyom miền ả rong, kriem krom. Because I have only one brother. Vì bước khyom miền brother thêm mùi, bọn nó. We often do things together, dường chỉ nhọc thua vầy vầy chỉ mỗi kia. But sometimes, có bản tác chung cả, he is really naughty, quạt nó cứ khăng mềm tên, xong tốt, quạt nó cứ được bước mềm tên. Naughty, được bước khăn khôi chứ nó là naughty. He is the naughtiest brother I know, quạt cứ chìa brother này vì được bước, phát đại khôi, phát đại khôi, đặc. Hi, my name is Paula. Today, chúng tôi là nhóm Paula. I'm from Cambodia. Chúng tôi là một người Campuchia.
I live in a big house. Khyom ru nau knong teah thum muay. A lot of people live in our house. Munu mria chi chran ru nau knong teah robos yeung. My mom, ma robos khyom, my dad, pa robos khyom, my brother, brother robos khyom, my two sisters, sister pi neak robos khyom, my grandpa chitta and grandma hai nang chi don, and my three cousins hai nang bong on chi don muay. By now. Wow! 11 people live in my house. Manu đọc mùi nè, rùa nâu khổng tế rà bọc nhau. I help my mom do the washing up. Nhông chui mạ thuớ, mẹ do the washing up nâng liền chàn. And my two sister, hai nâng sister bì nè rà bọc nhau chui. Chị mùi nâng ca bọc của. We do the laundry every day. Dưỡng thua cả bỏ cuộn. Chỉ riêng luật ngày. Look at our house. Rồi lấy mơ tiết rồi bỏ dưỡng. It's a mess. Rì bài. Mess. Mess. Nó cả rì bài. Mess. But we have fun too. Có vật tay dưỡng sử bài rì bỏng đà. My cousin. Bỏ bỏ dưỡng đồn mùi bỏ nhóm. And I hay nâng khiom. Often go swimming. Chỉ những nhóm tôi hạ thực in the river, nó có nông tình lệ. I'm the fastest swimmer. Khi ông cứ chỉ đẹp hạ thực đã lươn một phần. Then, bần tỏ mò, we ran home, dương rất tốt tiệt. My youngest sister, mẹ phổ ôn bầu rồi bọc nhóm, cứ the slowest runner, cứ chỉ đẹp rất là dương một phần. She's only sick, dương ai dụ, mẹ ប្រមួយឆ្នាំហើយមានប្រមួយឆ្នាំគត់ចឹងបងអូនមើលខាងណាស់ yes or no តើ Is Carol from Cambodia? តើ Carol មកពីកម្ពុជា ឬ Is sometimes sad? តើនាងជួនកាលក្រៀមក្រំឬ Does she like Cartoon Network? Ta niên chui chặt Cartoon Network rưu. Does Paula live in a small house? Ta Paula rùa nâu khănông tiết tôi mùi rưu. Why? Does Paula have his mom? Ta Paula chui mạng bọc quạt rưu. 6. Is Paula a faster swimmer? Ta Paula cứ chân đẹp hai tức đồ lươn rưu. 7. Do you have your mom? Ta nè chui mạng bọc nẹ rưu. Okay, yes or no? Remember, chọn trắng. Remember, chọn trắng, your family tree. Use it, draw your aunt, uncle, grandpa, grandma, and sister. Chân bồn ai, draw bồn ai. Now, answer this question. I love to like some lúa tiếng ổn ní ổng bí, cụ xa rồi bọn nè. Who's the tallest in your family? Ta nâng ná khúc chinh kế nô khăn cổ xa rồi bà nè. Who's the smartest in your family? Who's the brightest in your family? Who's the laziest in your family? Who's the naughtiest in your family? Guessing game. Ask your friend question. Can they guess your answer? Who is the smartest in your family? No, you're wrong. Yes, of course. Is it your uncle? Is it you? Family of monster. Krusanay. Monster nó mà lúc chậm lại. Monster mà lúc chậm lại, sắp chậm lại. Vậy nó cứ monster nè. Look, it's the monster family. Monster family cái này nó chung mùa Anong, Pepsi, Sin, Du, Siki, Tim, Bimbi, Andy, Pam. Mình chung lại nhé. Yes or no? Pepsi is Pam mum. Vậy là Pepsi cứ chữ mạng rồi bỏ Pam. Pepsi nữa nha. Du is Bimbi grandpa.
Đủ nước cư chơi chữ ta là bọc bình bì. Sikhi is Pam Ankhor. Sikhi cư chữ bố là bọc Pam. Postra nó cư là bọc. Andy is Pam's brother. Andy cư chữ brother là bọc Pam. Why? Pam hay nâng bình bì cư chữ bọc bốn dự đồn mùi. Sikhi Tim cư chữ father là bọc Andy. Chúng bọn mơ Pam nâng cư chữ là kế. Vô lấy và mơ cho nó. Cô xa mà thiên này cô xa mình là bốc. Mình mà đai. Mình côn, mình phu, mình mình như chẳng mong. Sing of animal, kết ông bì sắc mùi. Work in your group thừa ca. Nông cổ bọn nè. Then present to the class. Mình tổ một bằng hàng. Present nâng bằng hàng như mình phải cho bọn nè. Nhưng bằng hàng. Which group has got the strongest animal? Ta group môi ná miền sát đẹp lăng ẩm phật. Sing of animal kết ẩm phí sát môi. Sing of an animal kết ẩm phí sát môi đài về bigger. Sing of an animal which is smaller. Sing of an animal which is stronger. Sing of the biggest animal. Sing out the smallest animal. Sing out the strongest animal. Thế chẳng mà. Và mê riêng diễn cư chọc đầy phò rì bố. Bà sân phô nà chú bà trọng ná. Bốn ai mơ mê riêng đi xa chết mây. Và xôn ai chết rầy phòng đáy chung phô khôn phô tăng ọc ní. Rò là ca của mọc có chú có xô xùm lên. Là cái proof và lo vơi và chẳng thân gặp thả chủ kia nó mới đến tì tập bị tiền chúng riêng với con vô tầng ở kia. Goodbye.